49. Thế gian, vạn tượng thảy đều không, diệu tánh viên minh, lìa đầu cuối. Nghiêm tịnh tì ni, chẳng hủy khuyết, kham thừa Phật tổ, cổ gia phong. Phàm những gì có hình tướng, đều là hư vọng. Chúng sanh chẳng hiểu rõ, hư vọng dấy lên chấp trước. Thuận cảnh, thì tham, nghịch cảnh, bèn sân, trong cảnh trung dung mà vẫn ngu si. Do tham, sân, si, tạo giết, trộn, dâm, hễ mê, bèn vĩnh viễn mê từ kiếp này sang kiếp khác. Luân hồi xấu nẻo, trọn chẳng có thở thoát ra. Do bởi duyên ấy, cảm Phật thương xót, dơ cao lưới giới, theo chiều dọc, dựng trọn khắp pháp tràng, khiến cho chúng sanh giữ miệng, nhiếp thân, đoan tâm, chánh niệm. Đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện. Lại dạy, phản quán nội chiếu, thấu hiểu tự tánh, thấy, nghe, hay, biết. Sức tột bậc, công tinh thuần, phá toan phiền hoặc kiến, tư, vô minh chìm đắm, mới biết tứ đại, vốn là không, ngụ uẩn, chẳng phải có. Ngã, còn trọn chẳng thể được, cảnh, lại do đâu mà phát sanh. Từ đấy, sáu căn thanh tịnh, tam đức viên minh, chẳng chấp vào hai bên, chẳng ở nơi trung đạo khế nhập tánh giới vô tác, chuyển nguyện luân vô trụ, khiến cho khắp pháp giới hữu tình đều cùng lên bờ kia tỳ ni. Chống trượng nói Xiên thọ ba la đề một xoa, liền sanh đại giác pháp vương gia.